Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Châu Châu của Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của Vương quốc Himya đi chinh phục thế giới. Ở tập trước thì nói chung thì bây giờ mình cũng khá là ổn rồi. Các bạn có thể thấy rằng là bây giờ với một cái lãnh thổ như thế này thì mọi việc nó cũng không có gì là vấn đề lớn lắm. Đấy, cộng 5 chị vệ sinh tất cả các vùng. Như cái vấn đề vệ sinh của mình ở đây khá tốt. Mình không biết mình có cần cái công trình này không, kệ để lại á. Bây giờ thì mình cũng không muốn lâng nhiều các công trình bởi vì là lương thực của mình nó không có dồi dào lắm. Đấy, vùng này thì lương thực được đấy, nhưng mà lâng cái này nó bị trừ mất cái vệ sinh. Nói chung vấn đề trị an của mình là tốt. Bây giờ thì mình đã ổn định được hầu hết lãnh thổ rồi. Chắc là cũng không lo lắng nhiều lắm. Tất nhiên là mình vẫn đang tiếp tục xây dựng và cái chính của mình bây giờ không phải là vấn đề tiền mà là làm sao để có được cái tài nguyên quan trọng bậc nhất. Đó là cái quan trọng bậc nhất đó là cái văn hóa này. Cái đạo Do Thái của chúng ta phải lên được 75% thì chúng ta mới có thể chuyển đổi sang cái tôn giáo. Chúng ta mới có thể nâng cấp được cái nhà lính đời cuối. Và mình không biết từ giờ đến lúc đấy thì liệu thằng Sassanid nó đánh nhau mình không. Thế nên là rất là khó khăn, không nghĩ ra kiểu gì cả. Chứ biết phải làm gì. Mình vẫn đang cố gắng xây dựng các cái công trình để nó tăng cái vệ sinh vùng này tốt thì mình cứ tăng cái này lên, nhưng mà nó tăng bẩn thỉu và tăng được, không sợ. Chị an của mình bây giờ khá tốt rồi. Cái vùng này lương thực bằng không luôn này, sợ thật. Về mặt lực lượng, mình đã cho một cái hạm đội lên trên này và kiểm soát được cái cảng này rồi. Và các bạn có thể thấy cái cảng này đã được kiểm soát. Và mình đang cho tiếp các cái quân đoàn này lên đây. Nhưng có điều là chúng ta đánh nhau ở cái khu vực tuyết rơi này thì chúng ta bị trừ cái điểm rất là mạnh. Cái nữa là chúng ta phải, tại sao mình cho cái quân đoàn lên đây, bởi vì vào một cái hạm đội lên đây thì mình phong tỏa cái cảng biển này. Và mình còn cần thêm một hạm đội hoặc một quân đoàn nữa thì đây, mình đang mua đây rồi, một lượt nữa xong. Đây, nó có hai cái cảng biển thì mình sẽ cho tiếp một hạm đội nữa ra đây và phong tỏa cảng biển nó. Đấy, kế hoạch là như vậy. Và cái cuộc chiến với Sassanid thì mình biết rằng nó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nên là mình đang tiếp tục điều động các đơn vị quân ra các cái vùng đất này. Và hiện tại thì quân của mình đang được đóng tương đối rồi. Phía Bắc này thì mình vẫn đang duy trì một quân đoàn ở đây à. Đoàn lính cung sát thương cao phết nhỉ. Thằng Đông La Mã này và thằng quân Ly Khai La Mã nó đang kiểm soát cái khu vực này, thôi kệ chúng nó. Vấn đề của mình bây giờ thì nó cũng không có gì được lớn lắm. Bọn này thì chắc là nó sang đây nó đánh đấy, mình không biết được. Nhưng mà đây, mình sẽ cho cái thằng này nó đóng ở đây để phòng khu vực phía Bắc. Còn đây có một hạm đội là ổn rồi. Đối với khu vực phía Nam này thì mình đang đóng hiện tại một quân đoàn. Nó có thể tấn công vào đây không nhỉ? Được đấy. Dễ lắm nhỉ? Cái cả này thì khả năng nó tấn công vào thì không cao lắm như thằng này. Thằng này rất dễ nó oánh mình. Chiến tranh với Hung Nô
My time is better spent feasting and hunting than listening. So be quick with your chattering. Thôi để cho chắc cờ thì mình cứ tặng cho nó tí tiền. Rồi, mình không muốn chiến tranh ngay vào lúc này. Thằng khỉ này tại sao lại tăng điểm ngoại giao mình nhỉ? You have the ear of my people. Đấy. Chúng ta cần có một sự đảm bảo an toàn ở cái khu vực của mấy thằng dân này. Mình thực sự là không muốn chiến tranh ở cái khu vực này. Đấy, nhưng mà tí nữa chiến mấy thằng này nó sẽ đợi chiến tranh với mình hết này. Đấy, nó là chư hầu của Sassanid. Speak quickly and well. Speak ill or slowly and I may feed your tongue to the dogs. Thằng này nó có tới 8 thành. Một con số cũng không hề nhỏ đâu. Khi cần thì mình có thể hòa bình với nó cũng được. Dacia. My time is better spent. Nhưng mà cái bọn phương Bắc này mình thích, mình có thể hòa bình được, nhưng mà không cần. Thằng Sigo này bù nhìn của. Come then. Gordon. Đấy. Lại suy yếu rồi. You have many pleasantries for me, but please don't bother. Talk. Lại phải cho nó tí tiền. Ờ, hung nô à. À không, không sợ lắm, hung nô nó sao tít tận đây rồi. Nó không 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 quánh nhau với mình. A flapping tongue mấy ông này nữa. Without wisdom is not welcome. Be like a spear. Thanh niên này thì bây giờ nó lại là đồng minh của hung nô à? Sao lại quái thai thế nhỉ? Greetings most excellent friend. Be at home. Có hiểu là những nhiệm vụ cũng kệ nó thôi. Thằng này hay nhỉ. Như vậy mình vẫn phải kiểm soát cái vùng này cơ mà, có nghĩa là phải có cả lãnh thổ của nó. Nó không đồng minh với thằng còn thằng này mình không biết là khi chiến tranh xảy ra thì nó sẽ welcome, come, sit. Nó sẽ đứng về phe ai? Enjoy the pleasures of my home and let us find accord. Nó là đồng minh của Sassanid thì chắc nó sẽ theo Sassanid rồi. Nhưng mà nó cũng chỉ có một cái mảnh đất con thôi, mình cũng sợ lắm. Đám chư hầu của Sassanid thì rất là đông. Greetings. Speak plainly and without idle purpose, and all will be well. Vẫn suy yếu. Chết Welcome. Thằng Langkobai. Come on. Do not waste time. Better spend at hunting. Vẫn không cải thiện được à? Nguy hiểm quá nhỉ? Chogot. Welcome. Speak. Come on. Do not wait. Mình không muốn bị lưỡng đầu thọ địch. Đế quốc Sassanid đang tiếp tục suy yếu. Đông La Mã chỉ còn một thành duy nhất. Ôi trời, tạm thế đã, bây giờ chúng ta cũng không nên xây dựng thêm các công trình lên. Thôi quá. Và vấn đề hành chính của mình thì có vẻ ổn. Chúng ta quyền lực của mình đang ở mức cân bằng, thế là ổn rồi. Mình cũng không muốn quyền lực nó quá cao. Quyền lực quá cao nó sẽ mất cân bằng. Chúng ta để mức cân bằng này chúng ta sẽ được cộng 2 trung thành của các tướng. The sword was drawn, but now it's bloodied. End this feud. We offer peace today, or the sword tomorrow.
mấy thằng nước Anh đấy thì khả năng cao nó cũng chưa xuống được ngay đất của mình, mà mình có một quân đoàn đóng ở dưới đấy rồi, nên là chắc là chưa sợ. Bây giờ mình hòa bình mấy thằng đấy là mấy thằng dợ này nó nổi loạn nên nó lại đánh mình thì dở. Nên là mình chưa có muốn hòa bình với mấy thằng dợ, thằng xứ sở sương mù đấy. There is much to be said for generosity. Nó bảo ký cái hiệp ước không xâm lược lẫn nhau, nhưng nó đòi mình nhiều tiền quá. Và như thế thì là không được. Quân của nó đang chết đói. Khi bắt đầu chiến tranh xảy ra, các bạn rất dễ bị các nước khác đánh hội đồng, bởi vì khi nó thấy các bạn bị bao vây hoặc là bị tấn công là nó chơi cái kiểu gọi là đánh hội đồng ấy, là bạn mất rất nhiều quân. Cho nên là khi hòa bình thì không thấy thằng nào đánh bạn, nhưng khi chiến tranh xảy ra thì một lũ nó nhông nhâu vào nó đánh. Đó là vấn đề làm chiến tranh. Thì hạn làm việc đã hết, làm chiến tranh đang dao động. Thằng nào làm trung thành dao động. Có thằng nào đâu, cao mà. Toàn 9 với 10 này. 6. Lại phải bổ nhiệm các cái chức vụ á. Rồi, nội tộc của mình hết rồi thì bắt đầu cho đến các cái tướng lĩnh. Ok, hiện tại chỉ bổ nhiệm được thế thôi. Thái tử đấy, chỉ số khá tốt, khá là đồng đều, cộng một xảo quyệt. Lấy được cô vợ nào có cộng một xảo quyệt là rất là tuyệt vời các bạn. Chúng ta sẽ có đánh đêm, còn nếu không các bạn phải lên cấp rất cao mới có được đánh đêm, như thế thì mệt lắm. Không có nhiều lương thực lên thành. Bây giờ lương thành lên chúng ta tốn rất nhiều lương thực. Ở những cái vùng nó không quan trọng lắm thì cũng không cần phải lương. Chị An bẩn thỉu. Mọi thứ ổn. Một 1200 từ thương mại, từ công nghiệp. Từ công nghiệp này. Mười hai lương thực không lên được. Phí tuyển dụng cho các đội quân trên đất liền, phí tuyển dụng thì chả cần, tiền mình đâu có thiếu. Của cải với cả nó tăng cái gì, tăng một loss tuyển quân nữa, cộng hai loss tuyển quân.
unlock được một cái cảng ra. Unlock được một cái cảng ra. Cho cái quân đoàn này xuống đây đã. Đây là một tướng rất là mạnh đấy, không phải đùa đâu. Cho cái hạm đội này nó hồi đã. Xem cái văn hóa hạm mình như thế nào. 62. Chắc còn phải mất khơ khơ lượt nữa. Nhưng mình nghĩ là mình vẫn cần giữ được cái... cần giữ được cái hòa bình nhất định với cái thằng Sassanid chứ nhỉ. Bây giờ mình để nó tụt điểm ngoại giao nhanh quá thì không hay. Tất nhiên là mình sẽ chiến tranh với nó nhưng chưa phải là... vẫn đang suy yếu nhưng mà mọi việc vẫn đang trong tầm kiểm soát. Đang suy yếu nhưng mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát. Mấy Long Cầu Ba này cũng ok. Đất thì ở tận phương Bắc mà bị thằng Hung Nô nó đốt cho bây giờ chạy hết xuống phía Nam ở này. Nó Sassanid quân nó đông như này là chúng ta cũng không đơn giản để chống được nó. Mặc dù mình đã cử các cái quân đoàn và hạm đội sang cái khu vực của nó ấy, nhưng mà chắc là vẫn phải cần một cái lực lượng lớn ấy. We fight for you, my lord. On the move, my lord. Destination reached. Chúng ta không có được pháo to. My lord. Thừa một đơn vị lính, thiếu một khẩu pháo. A noble cause requires noble men. Ready for orders. To your duties, men. Muốn có hòa bình thì hãy chuẩn bị cho chiến tranh. Hẳn các bạn còn nhớ đó, cái câu ngạn ngữ của La Mã ấy. Và chúng ta đang chuẩn bị cho chiến tranh. 63 rồi. Nhưng mà tốc độ tăng trưởng của vấn đề tôn giáo nó đang giảm dần. Để nâng cấp cái này lên thì cần thế nào nhỉ? Ủa lên tận đây cả. Thế thì nó là cả một quãng trình dài nhỉ. Quãng trình tôn giáo. Mình còn không lên được ý chứ. Khi chiến tranh xảy ra là chúng ta phải phong tỏa tất cả các cảng biển có thể của đối phương. Trời ơi, nó đánh thằng đệ của mình rồi. Tiếc là bây giờ chưa phải lúc để mình chiến tranh với nó.
Giá như nó tuyên chiến muộn hơn một chút thì tốt. Nhưng mà dù sao thì đó cũng là một cái tin tốt với mình ấy, bởi vì là như vậy chúng ta sẽ có thêm một cái mặt trận ở phía Bắc. Ít nhất thì khi mà chiến tranh Sassanid xảy ra thì nó sẽ đỡ nguy cơ hơn. Nhưng mà thực ra mình cũng không chắc lắm, bọn này khác văn hóa mình. Sớm hay muộn nó vẫn đánh mình, vẫn có thể có cơ nguy cơ nó đánh mình. Mà bây giờ thì mình không có nhiều tướng để tuyển được quân. Thành đang dao động, thằng nào dao động? Lượt nữa chắc là cái hạm đội này chúng ta sẽ cho xuống đây để kiểm soát ở đây. We fight for you, my lord. Mình đang duy trì bao nhiêu rồi? Có vẻ là cũng tương đối rồi đấy. Lên đây nào. Tiếp tục. Tối đa là bao nhiêu quân đoàn? Chúng ta có thể xây dựng thêm một quân đoàn nữa. À, có hoạch định ra này. Hoạch định ra là rất tốt rồi. Vợ ngon thế nhở. Thằng này được cộng tất cả mọi cái được cộng 1 luôn rồi này. Sao nó toàn cái trai dành cho tướng quản lý thành này? Noble cause requires noble men. Come, join our ranks. Full quân đoàn rồi, chúng ta còn có thể thành lập thêm bao nhiêu nữa? Mắc quân đoàn và hạm đội rồi, và chiến tranh chỉ là vấn đề thời gian thôi. We fight for you, my lord. Đóng vẫn hơi xa, chắc mình phải cho nó áp sát vào một chút. Nhưng trong trường hợp chiến tranh xảy ra thì đây là quân đoàn Đô Đốc à? Thế thì có thể nó sẽ xa, nó đập mình ấy. Nhưng mà thằng này chạy tới, thế nên không sợ lắm nhỉ. Thêm hai quân đoàn nữa đóng ở đây thì chắc là đủ khả năng phòng thủ. Dù sao đó cũng là một cái tin mừng. Chiến tranh Sassanid. My lord. Một cái hiệp ước hòa bình à? Cái đó là chưa cần thiết. Thế quái nào mà vẫn còn sung sót được một thằng Slaver ở phía Bắc nhỉ?
thêm một quân đoàn nữa, hai quân đoàn nữa cử sang khu vực của Sassanid. Bây giờ mình cứ tăng cái điểm ngoại giao với mấy thằng dợ này nhiều quá thì lại giảm điểm ngoại giao với Hungno thì cái đó còn nguy hiểm hơn. Hy vọng rằng bọn này nó đủ khả năng trụ vững. Cái thằng này nó đông quân thế mà nó không kéo sang đánh Sassanid nhỉ. Cho nó thăng chức có gì đâu mà. Tiền bây giờ rất là nhiều, mình cũng không xây dựng thêm cái gì cả. 64% và tốc độ tăng thì hơi chậm. Quyền lực đang là 50. Ổn, duy trì ở cái mức ổn. Ready for battle. Được. My lord, ready for battle. We fight for you, my lord. At your command. Hai lượt nữa mới mua xong. Hai quân đoàn đấy sẽ được nhiệm vụ đóng ở khu vực. Ready for orders. At your command. Thằng này sẽ được ra đây. Ready for battle. Ok. Theo các bạn biết đoán thì mình cái đối tượng đầu tiên mà mình cần phải đánh tấn công là vùng nào? Chắc chắn là cái cảng này các bạn ạ. Cái vùng này về mặt kinh tế thì nó chẳng có giá trị lắm, nhưng mà nó sẽ là nối liền thủ đô của chúng ta với Địa Trung Hải. Chúng ta còn vướng cái vùng này này, nên là chúng ta không thể giao thương được mấy thằng dợ, mặc dù đất của chúng ta rất rộng. Đấy. Trường hợp mà khi chiến tranh xảy ra thì đấy là mục tiêu đầu tiên của mình cần phải đánh. Bởi khi mình chiến tranh xảy ra, mình sẽ mất toàn bộ giao thương với thằng Sassanid và tất cả các liên minh chư hầu của nó. Lúc đó thì kinh tế của chúng ta cũng khá là tệ đấy. Nhưng mà hiện tại thì không sợ. Ở đây chúng ta có các hạm đội đây rồi. Fleet reporting, my lord. Keep our other eye open, man. Ok, hạm đội này đã khỏe. We must rest a while. À, có vẻ nó cũng không có nhiều quân đâu. Thêm một công trình tôn giáo là thêm một tí tiền rồi. Ở đây có mỏ vàng à? Ở đây xây thêm cái mỏ vàng nữa. Đẹp bộ. Chúng ta có một quân đoàn, một hạm đội đóng sẵn đây rồi. Cuộc chiến với Sassanid chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà mình nghĩ là mình phải xây cái nhà lính ở khu vực này chứ nhỉ? Cái khu vực chiến tranh này chứ. Nếu mình cứ xây ở cái chỗ vùng kia thì đánh nhau kiểu gì? Xây một cái nhà lính lên để tuyển lính đời cuối. Đề nghị một cái hiệp ước hòa bình à? À, được. Dù sao mình đâu có thích đánh nhau.
Tiền thì cũng không thiếu nên là cứ cho nó thoải mái. Thằng nào thích hòa bình cho hòa bình luôn, để chuẩn bị chiến với Sassanid thôi. Chưa bao giờ lực lượng của chúng ta lại có thể dàn chặt. Lại làm trung thành đang dao động. Có thằng khỉ nào mà cứ trung thành dao động suốt ấy. Tạm thế. Năm 440, nhiệm vụ chúng ta là sống sót đến năm 440. Ai ôi, mất nhiều thời gian lắm. Tốc độ nghiên cứu của mình 398 rồi mà vẫn không ăn thua gì nhỉ. Chỉ có thằng ngu mới không học nổi được gì từ kẻ thù. Cho phép xây dựng máy bắn đá công thành hạng nặng. Ơ, thật á? Mình thấy làm gì có đâu nhỉ? Mình thấy quân này làm gì là có máy bắn đá loại to bao giờ đâu. Tin này hot ở nhà. I am no one. Is there nothing more? Impossible, my lord. Ready for battle. Nếu chiến tranh xảy ra thì khu vực nào sẽ chiến tranh đầu tiên? Đây, cảng này sẽ bị ăn đập đầu tiên. Nhưng mà mình phải có một quân đoàn đóng ở đây để có thể tấn công thẳng vào đây ngay lập tức. Vùng nào phải nhiều lương thực tí phát triển để nhà lính. Khó nghĩ quá, biết đập cái gì đi. Xây cái nhà lính ở đây à? 95 90 lương thực. Phun thuốc nhựa. Nó chỉ bị trừ bẩn thỉu thôi mà. Công trình nhà trừ được tí tiền thuế suất thôi, nhưng mà lại không tiện. Ra có cái cung điện này thì cũng tốt, nhưng mà cần nhà lính hơn nhỉ. Sao thằng này có cấp 4 mà nó mạnh thế nhỉ? Xây một cái nhà lính ở đây. Thằng này nó liên tục đòi cái hiệp ước hòa bình. Thật tiếc là chúng ta lại không có nhu cầu của con hòa bình. Chúng ta thích chiến tranh. Những quân đoàn này thì có lẽ mình không cho đi tấn công mà sẽ làm phóng nhiệm vụ là phòng thủ ở thành. Mình duy trì chiến tranh với mấy thằng ở đảo Anh để giữ cái quan hệ với mấy thằng dợ này, nhưng cũng không quá thân để
Kẻo hung nô nó lại ghét. Thật là khó. Thật là khó khăn. Cuộc chiến cuối cùng của chúng ta. Để xem ai là bá chủ Trung Đông và Bắc Phi. Quý tộc sinh con. Biến chứng bất thường. Có cái thằng nó ở đây à? Cái cảng này nhiều lương thực ghê nhỉ. Xây nhà lính ở đây hay là ở đây? Ở đây có khi hay hơn nhỉ. Công trình văn hóa nó cộng cao này được mà. Xây đây đi, xây đây lương thực nó nhiều rồi. Đấy. Dự trữ lương thực thì không quan trọng lắm nhưng mà 90 trừ 90 mà lương thực 60 vẫn đủ. Vì mình đã xây thêm hai cái này nữa. Xây nhà lính ở đây là được. Được. Văn hóa của chúng ta, cái tôn giáo của chúng ta lên bao nhiêu? 65. Chúng ta cần 10% nữa. At your command. March. Gathering supplies, my lord. A noble cause requires noble men. Mua lạc đà tiếp đi em ơi. Get the stakes up! At your service. As you command. Not possible, my lord. Quân nó đông nhưng không sợ. Quân địch tuy đông nhưng chúng ta không sợ. Sassanid ta thấy có vẻ như nó cũng không, chưa dám tấn công mình. Mình thấy là nó cũng biết sợ đấy. Bình thường nếu mà chúng ta mà áp sát thủ đô lãnh thổ nó với nhiều lực lượng này là nó sẽ rất ghét đấy. Nhưng mà không hiểu sao nó chưa sẵn sàng cho cuộc chiến với chúng ta. Nó cũng đủ thông minh để biết rằng là đánh với mình lúc này là nó thiệt hại nặng hơn. Tất nhiên là mình cũng chưa muốn chiến tranh ngay bây giờ, nhưng không có nghĩa là mình không sẵn sàng chiến tranh bất kể lúc nào. Mình chưa muốn chứ không có nghĩa là mình chưa sẵn sàng.
lòng trung thành dao động. Kêu gọi sự hỗ trợ của giới quý tộc. Ready for battle. Cái vùng này nếu mà để chạy lính rồi thì vùng gì để luyện? Vùng này để luyện cái kiếm đi. Bên này đã có giáp rồi mà. Vùng này có cái công trình đâu nhỉ? Cái giáp rồi. Vùng này thì luyện lính. Khiên giáp ở đây rồi. Tướng lên cấp. Ôi ui, thằng này nhiệt huyết nó cao thế. Sát thương cận chiến 15%. Phải vào trận nó mới thể hiện lên. Giáp giết các thứ khủng thế. Sáu mươi sáu. Đến thời gian trôi là đô đốc à? Mỗi đội trai hơi xấu. Nhưng mà bây giờ mình cũng mắc rồi, không thể tuyển thêm được nữa rồi. Hai quân đoàn này sẽ sang khu vực bên kia. Không thằng nào ra đánh mình à? Chúng ta đang sử dụng một cái lực lượng quân sự rất là lớn như thế này thì rất khó để cho đối phương có thể dám đánh nhau mình. My unflinching master will burn your cities, your towns, cái gì phải đến đã đến. Your villages, your dung heaps. Có điều là nó đánh mình hơi sớm đấy. Nó đánh mình hơi sớm đấy. Có một thằng bỏ không tham chiến cùng với thằng Sassanid. Thằng nào nhỉ? Thằng đấy mình sẽ phong anh hùng cho nó và mình sẽ bảo vệ nó. Có điều thằng này nó đánh mình hơi sớm. Thế này thì mình không lên được công trình văn hóa rồi. Làm sao mình lên được lính địa cuối bây giờ? Bây giờ chiếm thêm đất chúng ta sẽ bị giảm vấn đề văn hóa. Mất cái thời gian cải đạo. Mệt lắm. Việc đầu tiên là phong tỏa tất cả các cái cảng của nó lại. Chiếm hay không thì chưa cần biết, nhưng mà phong tỏa để nó không thể tấn công. Rồi biết ngay hai hạm đội của nó tấn công mình. Không sao, chúng ta có một quân đoàn. Ôi ôi, gớm chưa? Xong rồi. 3-1 à? Thôi được, hy sinh rồi. Chúng ta mất một hạm đội rồi. Mình biết là nó sẽ cử ít nhất hai hạm đội nó đánh mình. Mình quan sát thấy rồi. Cái hạm đội này toàn lính cùi, không ăn được. Nhưng mà chúng ta có hai quân đoàn đóng đây rồi. Khôi phục một cái hạm đội đây lên. Cứ cho nó thế chủ động đi. Thằng này nó đã quyết định không này. Không tham chiến cùng Sassanid này. Rồi. Chúng ta sẽ bị mất khá nhiều tiền đấy. Đấy, kinh tế của chúng ta bị sập mất mười mấy nghìn luôn.
quyền lực lên 51 rồi. Ok. Đây là đòn phản công của Him nha. Ready for battle. None will escape. Thằng này nó có đánh đêm rồi. Nó sẽ ngăn không cho bọn kia tiếp viện. Let them cower before our might. May hả bưởi. Rank của chúng ta thấp nên là nó báo cái trận này chúng ta thiệt hại nặng. Thắng được à? Bọn này thì không có lính, à có lính đánh xa đấy. À nó không có nhiều lính đánh xa lắm. Vậy thì tốt, mà nó cũng lại không có nhiều kỵ binh lắm. Ngoài mấy con ngựa cùi cùi thôi. Được, đã có lạc đảo chúng ta nói chuyện với chúng nó. Mình đã nói rồi mà, nếu muốn có hòa bình thì hãy chuẩn bị cho chiến tranh. Và các bạn cần phải chuẩn bị cho chiến tranh từ rất xa, từ rất 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 xa. À, chúng ta bị mất hết hơn 10.000, chính xác là 15.000 mỗi lượt do chiến tranh với Sassanid. Nhưng chúng ta sẽ chiếm lại một cái làng ở khu vực phía trên kia để thông cái đường tuyến đường giao thương đấy. Bão cát, đợi đi. Khu thoáng, ok. Nó khá nhiều quân đấy. À, nhiều anh em bảo sao chưa tuyển lính mới đấy, đã kịp tuyển đâu. Chưa tuyển nó đã vã cho như đúng rồi thế này, tuyển sao được. Chưa tuyển kịp nó đã vã cho SML. Yên tâm đi, chuyện này chúng ta có đội lạc đà đời cuối này thì cũng phải xoắn. Mặc dù chưa lên giáp đấy, cứ kiếm thôi. Mà cái đó thì cũng không quan trọng đâu. Để giáp với kiếm bọn này đủ mạnh. Mình xem cái đội lạc đà này xem này. Úi dồi ôi. Đúng là mấy anh Trung Đông. À, cái vùng đất Himya này ngày nay là của nước Cộng hòa Yemen. Và nếu các bạn đã đọc cái tại sao là cái khu vực này theo đạo Do Thái thì các bạn có thể biết được thấy rằng là chính sau này khi nhà nước Do Thái được thành lập thì họ đã phải có cái gì nhỉ, không vận những cái người ở cái vùng Yemen này về về Israel, về những cái người Yemen này có một cái bộ phận người Yemen theo đạo Do Thái từ ngày xưa và người ta đã không vận về. Cứ ra đây, mấy con ngựa chúng mày ra đây. Bọn này dùng giáp lưới à? Con ngựa nó đứng ngoài tầm bắn, khôn thế. Có vẻ không hiệu quả lắm nhỉ. Chỉ có đạn nổ, đạn nổ của bọn này chết nhanh lắm.
không bắn à? Thôi không cần bắn nữa. Dám ba cái con ngựa cùi này dám dọa điều chết với đạo lạc đà của anh à? Mày nó nhìn thấy lạc đà là nó sợ anh em ạ. Ngựa nó rất sợ lạc đà. Nó kìa. Nó để nó tấn công ở Mỹ này. Enemy units have returned to the battle. 50% tốc độ di chuyển lên. Thôi chết sớm chúng ta đi. Bộ binh của chúng ta thì không phải xoắn. Đó. Nó còn có cái lực lượng hải quân đổ bộ ở bên kia cơ mà. Rồi cũng vừa chết mấy con ngựa chơi. Nó làm cũng được đấy nhỉ. Ăn làm sao được mà ăn. Nào cũng đuổi nó đi để nó chạy lẩn quẩn này. Xong. Quay về đây. À bộ binh nó đang đến kìa. Kỳ cục đuổi thì đuổi hẳn chứ. Rồi bắn ở đây. Ok kìa. À tướng của nó là thủ lĩnh sa mạc cơ mà. Đúng kết đi. Ai à, lạc đà mình thương nặng quá nhỉ. Bộ binh đã sát rồi. Bọn này rank mới thành lập quân đoàn, mới thành lập khác. Hơi yếu. Không sao. Đây. Về nhanh em ơi.
quyền hạng nhẹ của phương đông. Ô, xa thủ lĩnh sa mạc, mình không ăn được nó à? Vãi nhở, ô, nó mạnh thế. Cái nhở, à nó là tướng mà. Cái nhở, lạc đà đời cuối của mình mà không ăn được nó. Quay nó lại để xem tướng mày, tướng chúng ta bị tấn công không thành vấn đề à, tướng địch đã chết à? À thế thôi à? Thế à? Được rồi, phía bên này thủ được rồi. Con lạc đà chúng ta bây giờ tiến vào được đây. Tướng của mình hơi bị hổ báo ấy. Tấn công chống kỵ binh xuất sắc, tấn công chống kỵ binh xuất sắc ra. Chắc khả năng lúc nãy mình phải đấu nhau với thằng kiểu như thế rồi. Điều trận này thương vong hơi nặng ấy. Mình nghĩ là mình không nên mua full quân đoàn mà mình mua những cái đơn vị quân dự bị khi cần có thể tiếp trợ hay hơn nhỉ. Nói chung kỵ binh thì không nên đánh củ nhây, nên di chuyển thường xuyên thì hay hơn. Nó chạy hết rồi. Sao mình cảm giác mấy con lạc đà đời sau này còn không hổ báo mấy con lạc đà đời đầu. Map à, map. Hay là rank nó thấp nhỉ? Đúng rồi, quân đoàn mới thành lập rank nó yếu. Rank chưa được búp giáp giết các kiểu. Lùa đi em. Đúng rồi, đi lùa đi. Đi lùa cho nó. Ôi
đúng mấy chiến binh này. Sau này mấy thằng này theo Hồi giáo đấy mà. Các quân của nó vẫn trong thành này, chưa chịu ra này. Tướng này. Lấy lại tinh thần à? Đâu? Cái này à? Chết to nhỉ? Chứ nó còn ở trong kia kìa. Tầm này sợ thì xông thẳng vào đập nhau thôi. Này đan to, giáp cao, phòng thủ tốt thì thế này mà vẫn hẹo những đội kỵ binh của Sassanid kìa. Vâng, di chuyển ra. Thủ lĩnh sa mạc này thằng ghê lắm đấy. Mình thì là lãnh chúa, nó là thủ lĩnh. Xem cái đạn lửa bắn đến đâu. Học canh bắn đến đâu. Chuyển ra đây à? Nó di chuyển ra đây này. Càng đấy. Thế nên tại sao phải có hai quân đoàn và quân đoàn kia sẽ lý được dự bị và đóng quân để bảo vệ. Đội bạn đang đến. Con lạc đà của chúng ta đâu rồi? Nó hết tên rồi. Ôi nó sốc ở này mất khá khá quân đấy. Mình để đội hình dày nên là không sợ lắm. Nhưng mà nó cũng giảm được khá nhiều. Ôi từ từ.
Bọn này toàn lính Spy, không sợ đâu. Chúng ta lính Dìu ăn tất. Lính Dìu không sợ lính Spy. Rồi, dọn chiến trường nào em à. Nó vãi thật đấy. Tướng của nó mạnh thế. Đấy, hai đội lạc đà mình đánh nhau với tướng của nó mà còn tướng. Chặt nó vào rồi mà nó vẫn đánh nhỉ. Ồ, trong này còn quân này đâu ra mà lắm thế nhỉ. Ồ, nó hẹo rồi. Ôi, nãy giờ chưa hạ là thằng tướng nó à. Tướng lì thế. Sợ nhỉ. Ôi, còn mười mấy thằng mà bị quay như này mà nó quyết không bỏ chạy. Bắt tớ. Bắn bọn này, đừng bắn vào đây, chết con mình. Mọi hướng thật đấy. Tướng của mình à? Mày gớm quá. À, Axman. Enemy units have rallied and returned to the battle. Chạy xa hẳn. Nó định le cả lạc đà của mình chứ.
Xong rồi. Tan vỡ rồi. The battle is turning in our favor. Ui dồi. Chiến thắng anh dũng ấy. Mình chẳng thấy anh dũng gì cả. À mình có 2.400 quân mà đấu với nó hơn 5.000 quân. Ừ cũng anh dũng đấy. Mấy con lạc đà kia giết hơn 600 thằng kìa đấy. Đéo, có một đội bộ binh chém được 500 thằng kìa. Ôi vãi. Phải tăng số lượng của các lạc đà lên. Ồ may quá, không mất bất kỳ một đơn vị quân nào. We fight for you, my lord. On the move, my lord. Ôi tướng rank 1 thì thả nào. Rank 1 mà nó được cộng xảo quyệt đánh đêm luôn. At your command. Nên mới rực rỡ. Any man who drops. Đấy, phải cho thằng này vào đây. We fight for you, my lord. Một trận chiến đầu tiên. Trận tiếp theo. Tấn công vào cái làng này cho anh. We take this settlement for you, my lord. Rồi. Ô. Hoàn thành chiến thắng nhỏ. Bình tĩnh đi. Đây có cái nhà lính nha. Bắn tên. Lương thực cũng khá khá nhỉ. Lương thực cũng khá khá. Vấn đề là tôn giáo của chúng ta lại bị giảm rồi. Ờ, nó cũng không giảm lắm bởi vì cái vùng này nữa. Cũng thuộc cái vùng đất của mình. Quân nó đông thế nhỉ? Set up a blockade. Lay siege to the settlement. Di chuyển vào trong những quân đoàn chủ lực của mình. Quân đoàn này cực mạnh, không phải đơn giản. My lord. Chặn phong tỏa ngay cái cảng của nó lại. Cho nó biết rằng dám quyết chiến với mình mất sẽ được mất hơn là được. It is an honor to serve you. Cái giá phải trả cho sự phản bội. We fight for you, my lord. Thằng nó thằng này à, nó đứng về phe mình để chống lại Sasanit. Như vậy thì mình sẽ please accept as a most humble offer.
Giờ chúng ta mở được cửa giao thương rồi. À, thằng này nó lại không những không ghét mình. I greet you as befits your reputation. Now, friend, speak plainly, so that we may fall to haggling. Từ nhá, thằng này nó như thế này được thì... Hay quá. My time is better spent feasting and hunting than listening. Chúng ta sẽ được rất nhiều tiền. With your chattering. Ném vỡ mồm tiền cho nó phát ạ. Đấy. Phải mất cho nó hẳn 30.000 xem nào. Úi giời. Đớp ngay. Cho mày 5.000 6.000 thôi. Ấy à. Cho nó 10.000 đi. Tiền mình bây giờ đâu thiếu. Ây da. 15.000. Thằng này. Ủa. Trời ơi, đớp ngay. Bây giờ mà mình sẽ phải à. I am here then. Speak your thằng này nó and be sure that I find... nó không biết bị lôi vào cuộc chiến. Thằng này The door is open. Rồi ok. Mình sẽ giảm bớt kẻ thù đi. Bù nhìn thì không bao giờ nói chuyện được. Đúng không? Do not waste time on pleasantries and babble. Thằng này chiến tranh với liên minh các tộc tận. Thế thì không được à? God in heaven, spare my arse. Well, why do you trouble my digestion today? Ô, bọn này nó đòi hơi nhiều tiền đấy nhỉ? Chắc cứ phải 25.000 hết một lượt rồi. Mình đánh nhau với Sassanid là nó sẽ thích mình rồi. Be welcome, I suppose. Now speak as you will and try to be interesting. Bọn này nó đòi nhiều tiền quá. Chết thật. Chắc cứ phải 25.000 một thằng. May mà tiền của mình không đến mức độ thiếu thốn lắm. Ôi ồ. 25.000 là vẫn không chịu. Ôi. 30.000 thì quá nhiều. I have little gain in wasting the day on you. What you say had better please my ears. Do not waste time on pleasantries and babble. Speak what you must and be done. Thôi. 43. Khôi phục được một chút nhưng mà vẫn không thể bằng Sassanid được. Điều đó cũng không quan trọng. Nói chung thì mình cũng không cần về từ lên vội làm gì. Chiến tranh bây giờ chúng ta sẽ... Ready for battle. Đơn vị này có 19, nó thiếu một khẩu pháo á. Ready for orders. Cái vùng khỉ này có tuyết rơi. Mùa xuân. Mình chưa chắc là mình có muốn lên đánh ngay không cái thành này không. Đấy, chúng ta lại phải có lực lượng chuẩn bị hai quân đoàn này đánh vào đây thì mới được. Lực lượng chuẩn bị của chúng ta ở đây thì We fight for you, my lord. My lord.
Mình nghĩ là mua không cần mua nhiều quân đoàn đâu. Mình nghĩ là mình mua cái lũ lạc đà này đi. Để bổ sung quân. Thanh niên này trung thành với mình. Được. Ready for battle. Tạm thời thì mình cũng chưa muốn đưa quân đi đánh nhau tiếp, bởi vì là bây giờ lực lượng của chúng ta vẫn còn rất là mỏng. Đi đánh nhau vào lúc này không phải là một giải pháp hay. Chị An cộng 21. Cái vùng này có cái gì mà chị An cộng cao thế nhỉ? Cộng 9. Cộng 30 chị An. Cái đạo của chúng ta cao nên là được hỗ trợ nhiều. Phá công trình này đi vậy. Thống đốc ở vùng này là ai? Vùng này chưa có thống đốc. Lần sau mình sẽ cho một thống đốc ở đây. Những vùng mà chị A vệ sinh nó thấp này có thống đốc. A man has many faces. Can I assist you further? I revel in destruction. Đây là có hai quân đoàn này. Ôi, hẹo mất rồi. A wound, my lord. Fear not. How can I serve you? Ready for battle. 63 tụt đáng kể. Xây tiếp cái cung điện mùa đông ở đây lên nữa. Thống đốc. Lên cảng cá 31 lương thực. Lối liền được cái khu vực này phát giao thương thêm mấy hàng biển. Tasha. Speak your speech so that I may go to the baths and wash away today's stench. Okay. Sassanid à? Đánh nhau tiếp đi. Shall we hack at each other? Thằng này gớm hết nhỉ, hạng 5 server cơ. Nhưng mà nó đang có chiến tranh với cả Alo System đám ở bên dưới này. Mình lại giữ cái mối quan hệ chiến tranh với bọn này nên là ổn. Mình cũng đủ an toàn để không làm mất lòng với thằng dợ. Quánh nhau mấy thằng dợ này mệt lắm.
Đánh nhau mấy thằng dợ mà mình mà không ở châu Phi là mình không làm ăn được gì đâu. Mình phải ở châu Phi hoặc Trung Đông thì mình mới mạnh. Còn mình... Ngon thì vào thành của anh mà đánh. Vẫn phải xây một cái nhà lính ở bên này. Một nhà lính, một nhà ngựa đấy chứ. Giờ này không cần tiền nữa rồi. Bỏ bớt các công trình kinh tế đi cũng được. Kinh tế của chúng ta cũng đủ mạnh rồi. Full quân đoàn và hạm đội rồi thì không cần nhiều nữa. Mình phong tỏa hết các cảng biển của nó rồi đâu. Nó không thể làm gì được hơn. Hung nô đàm phán hòa bình. Hung nô mà cũng cần phải đàm phán hòa bình á. We fight for you, my lord. At your command. Get the fortifications ready. Không tấn công nổi à? Đứng đấy và chờ chết à? Đâu rồi? Đuổi nó lượt sau nó đuổi mình ấy. Make haste, men. Rút về đây đi. To your duties, men. My lord. At your service. Lực lượng của chúng ta đã ổn. Cảng này mình đã khóa chết nó rồi. Một đô đốc à? We fight for you, my lord. Muộn, quá muộn cho đội bạn. Besieging settlement. Quá muộn cho đội bạn. For orders. Mình cần một công trình tôn giáo ở đây. Mạch vàng này. Nó đang gặp khủng hoảng rồi. Chứ cần phải tấn công vụ vây này đấy. Đủ đấy, nó không thể di chuyển được. Nó không thể đi đâu qua cái cả được. Quá tuyệt vời, chúng ta đã phong tỏa toàn bộ vùng biển đen. Xuống đây phát đã. Búp thêm phát giáp này nữa. Take this settlement for you, my lord.
Đây rồi. Is that all, my lord? Đồng quân ấy. At your command. Vệ sinh tới tất cả các vùng, cộng 6. Trừ 6, vừa đẹp. My lord, ready for battle. None will escape. Laying siege to the settlement. Lực lượng dự bị của mình đâu nhỉ? We fight for you, my lord. At your command. Rồi, mua phun lạc đà đến đây. Một nhà ngựa và một nhà lính ở đây. Phòng thủ ở đây đã. Chúng ta sẽ kiểm soát cái eo biển Hawkmoot này đã. Đây chính là eo biển Hawkmoot. Chúng ta cần thêm lực lượng để đóng ở đây và sẽ cho quân đoàn tấn công vào các cái vùng này. Tất nhiên là chưa phải lúc này. We fight for you, my lord. At once. Is that all, my lord? Bọc chạy đây phát rồi. Xem nó dám ra đánh không. My lord. 19 là thiếu một khẩu pháo à. My lord. Besieging settlement. Tự dưng nó tuyên chiến mình là mình bị tụt mất cái đạo Do Thái xuống. Và kỵ binh của bọn Sassanid thì mạnh thật. Ai già. Cheap to maintain and speedy in their terrible work. Của nó hoành tá tràng thế. Can be used to set fire to a besieged settlement. However, they must be closely watched, as they are impetuous and unruly and may act without orders. Burning a settlement affects its defenders' morale. Therefore, the more it burns, the less likely they are to carry on the fight. Đánh ra từ chỗ này đi, đập thủng một cái lỗ đây. Ui, ngắm cái thành phố nó phát à. Ôi, đẹp vãi luôn. Ừ, đi lối này vào có vẻ dễ hơn mà. Đây vào còn lòng hoàng lắm. Ui, nó còn có cả sông này. Mấy thằng Trung Đông này mà phát triển ghê nhỉ? Pháo đài nó bắn lên tận đây. Không biết pháo mình nó có đập được không? Set them alight.
Ai à, phòng thủ cận chiến 72. Mình đang muốn lên cái đội lính để cuối mà không được. Reinforcements have arrived. Oh. The enemy draws near. Tiếp viện vào từ bên kia. Bên này nó có tháp canh này. Their tower has been destroyed. This bodes well. Bắn cái này cho anh. Mình có cái xe bắn tên. Bắt được có mấy thằng La Mã. Tháp to thì bắn khỏe nhưng mà dễ trúng. Nói rồi, cái tháp này mà vào gần nó bắn to đầu. Cố lên em ơi. Này nó sập phát xuống thì nhìn đẹp vãi chưởng luôn. Cái bắn đá nó bắn xa thế cả. Ghê thật. Không bắn được. The enemy's walls crumble before our might. Đây nào. Coi mình không tăng chữ tên rồi.
khu định cư của chúng nó đang bị cháy à? Bắn nào mãi chưa sập thế nhỉ? Bắn mạnh tay đi mà. Mãi chưa sập. Không biết bắn không đấy. Bắn tên trong này ra. Đánh đông quân giật lag quá. Đã đục một lỗ để đi vào. Their tower has fallen. Good news. Fight on the enemy. Infantry at your command. One of our units can no longer fire. Nhà cửa nó đang cháy âm ỉ rồi. Bắt đầu bắn tên rồi. My lord. Advance.
56. Còn lạc đà đây đâu à? Đây đâu cũng mạnh mà. Còn 40 phòng thủ cận chiến rồi. Không phải yếu đâu. Ôi trừ đa kinh quá. Chí 8. Hy vọng là sập. Bắn tổ này trừ quân của mình chứ quá. À hay quá. Xông vào anh em. Bên này những người anh em thì vẫn đang tiếp tục. Ủa, 94 phòng thủ cận chiến. Vãi lúa. Đính thế nào để cho nó bắn đạn cầu vồng ấy, để nó khỏi trúng vào đầu con mình. Đứng ở đây mà bắn đi. Cầu vòng nó không trúng vào con mình được, bắn đạn bay thẳng hay trúng vào con mình lắm. Ai dạ. Bình tĩnh em ơi. Khỉ thật. Xe bắn đá nó phơi cho to đầu quá này. Ây à, mấy đội lạc đà khỏe thế. Đánh nhau cận chiến như Steven.
103 phòng thủ cận chiến. Ôi. Bộ này của mình giá tên ác quá. Ừ, mấy con lạc đà này không tin chết cả mấy thằng Steve cả. Gớm nhỉ. Vòng nặng, thiệt hại nặng. Chúng nó xong rồi. Sợ thật, hôm nay nó bút lên phòng thủ cận chiến lên. Cho lạc đà vào. Ồ. Đây bên này nào. Ồ, vẫn tốt. Vẫn triển khai tốt. Tên này vô dụng, không thể bắn được. Ai à, ơi, thương nặng quá. Ở ngoài này thì cứ để mấy con lạc đà nó giải quyết. À, tướng của nó à? Thiết kỵ. Ai dồi ôi, nó còn nó độ. Lên. We are at your command. Đội lính này phòng thủ cận chiến nó cao thật. Một thằng đạn chích gió còn lại bắn đạn lửa. Cái này nó toàn kỵ binh. Ok. Ra đấy tháp canh nó phơi cho chết đấy. Tướng địch đã chết rồi. Ô, chị thương vòng nặng quá. Wow. Rateros. We are at your command. Chưa giết được mấy con
Ôi, chuyện này thắng được cũng trong vòng lắm. Anh nó bắn được cả vào trong cả. What are you ordered? Missile infantry ready. Ôi, cái bên này thương vong nặng. Thương vong nặng nhưng cũng giành chiến thắng rồi. Ôi, bọn này là thiết kỵ. Chiếm thủ phủ là được. Dẫn quân áo vải. Mãi chưa giết được mấy con lạc đào đấy, các con ngựa. Các bọn thiết kỵ thì khỏe thôi. Mấy con lạc đào mình này mà mãi chưa ăn được. Cái này thôi. Đây rồi. Đối lạc đà mình thôi. Búp cho quân à. As you wish. To the burner. Xạ kỵ nó còn đông thế. Hay toàn kỵ binh thôi. Sốc ạ. Nó khỉ lên đi đâu á. Trời đất ơi. Cánh quân thiệt hại nặng. Phòng thủ được 94.
kinh thật. Lạc đà mà còn không ăn được rồi mấy con này á. Thiết kỵ của nó ghê gớm chứ cả. Enemy units have been rallied. Lấy lại tinh thần. Anh nhầm. Our aim is true. Double time. Hit us. Cái quái nào mà đánh mãi không xong này. Cung thủ Kudis này là mạnh lắm đấy, đúng không? Quá nào mà cũng ăn được mấy thằng cung thủ đấy. Trời đất ơi. Thiết kỵ. Mình chưa chơi Sassanid bao giờ, không biết mọi thiết kỵ nó mạnh. Mà nó chạy rồi. Điều ngược đà của mình vẫn khỏe lắm. Phòng thủ cận chiến 40 rồi. Giáp 70. Xuất sắc chặn giáp thương tầm xa. Sợ. Quái nào cả một đống một vây có mấy con ngựa nữa mà chết à? Lì thế nhỉ? Đít thì vẫn khỏe như trâu này. Lực lượng đây thế nào rồi? Rồi vào đi.
giải quyết nhanh của anh cái. Mấy thằng phút đít này mà đánh mãi không được. Nó còn đang tự tin, sợ nhật. Mày để cho đội lạc đà xem nào. Bộ binh của mình thương vong nặng nề. Chứ mấy con ngựa này không phải sợ, lạc đà nó xông vào. Thiệt hại nặng nề. Nói hết tên chưa? Orders, my lord. Bị cung ba tử. Ghê nhỉ, mấy thằng đánh dao này mà đánh gì đấy, tự tin cơ. Mày lạc đà vẫn tì đè tốt. Axman, understand.
Mẹ nó mãi chưa chiếm được cái... What are your orders? Vây chặt chúng nó lại. Tiến thắp canh nhanh, bọn này lâu thế nhỉ. Khỏe lắm. Mấy con kỵ cung này mà cũng vàng cả. Nó vẫn hết giờ chứ coi à không hết giờ được. Còn lâu lắm. Ok. Vào chiếm thủ phủ phát là xong mà. Bọn này ly nhỉ. A general is being attacked. Keep him alive. Fighting orders. What are your orders? Ready. The enemy have rallied their units. Lấy lại tinh thần.
Xong phim. Bọn này đánh được đấy, tinh thần chiến đấu được đấy. Phòng thủ cận chiến 93. Tướng nó chưa hẹo nên là nó vẫn còn lì. The victory point is about to fall to your men. Và chiến tranh kết thúc. Xong, xong rồi. Ôi ôi, giật quá. Căng lên dưới đàn. Vậy mà nó còn chưa thèm chạy cả. The Warrior of Fortune. Fortune. Chiến binh của tương lai á. Cứ các trận này thì mình có thể chỉ cần dùng một cánh quân đánh được. Thank you.
ra cái này cái gì? Hài cốt. Cốt để à? À, công trình tôn giáo nó lại còn tăng được cả vệ sinh đấy. Mà không bị trừ bất kể một cái gì. Con đường tơ lụa. Ready for battle. March. Ready for orders. Cảm biển. Cứ phong tỏa hết các cảm biển của nó lại là được. My lord. Chiến tranh còn gian khổ lắm em ơi. We fight for you, my lord. Ready for orders. Còn phải mất rất nhiều thời gian nữa mới hồi được quân. Ready for orders. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè đừng theo. Và nếu các bạn muốn theo dõi thêm các cái video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.